Quỳnh đi và Tâm ơi, xuống đây, xuống đây, xuống đây anh bảo. Nhanh 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 lên. Có gì, có gì? Ở đây này, ở đây này. Quỳnh đi và Tâm ơi, nhìn xem. Có một con cá này, con cá chết rồi này. Đang bị những con nọng nọng rẻ này. Ui. Ui anh ơi, cá này nhìn như là cá sọt bể anh ạ. Ở bên dưới hồ này, anh nghĩ là có rất nhiều cá. Hay là bây giờ anh em mình câu cá đi. Ui ơi, được đấy anh ơi, sau rồi chúng mình làm luôn món cá nướng. Được được, thế để em đi mua cần nha. Được rồi, Quân Íp đi chuẩn bị cần, còn anh với Hà Sam đi đào run để câu cá nhá. Đây này các bạn ơi, ui con cá này, con cá này bị thối này. Mấy con nòng nọc này ăn, wow, con cá này cá giọt bể hay sao ấy. Cá giọt bể anh, hay là cá con gì? Này to phết đấy. Ui, còn đây những con nòng nọc này các bạn ơi. Những con nòng nọc này sau này lớn lên sẽ thành con gì hả Hà Sam? Thành con ếch. Đúng không con Hiếp? Đúng rồi anh ạ. Em đi mua cần đi, còn ngồi đây làm gì được. Hà Sam, đi. Anh em mình đi đào run. Ở đây có rất nhiều chai nhựa này Hà Sam ơi. Chắc là trôi giạt ở từ bên kia sang. Anh em mình sẽ lấy một cái chai nhựa và cắt ra để làm ống đựng run nhá Hà Sam nhá. Vâng. Wow. Vậy là chúng mình đã có một cái lọ để đựng run rồi. Anh em đi sang bên này đào run đi. Ở đây là rất nhiều chai lọ nhựa bẩn này các bạn ơi. Hôm nay chúng mình sẽ vào đây và nhặt những chai nhựa này về để đổi kẹo nhá Hà Sam nhá. Kiểu gì chả được khối tiền đúng không? Ở đây có cái hố này, anh nghĩ là hố này có run đấy. Đào đi. Đất mềm không anh? Mềm lắm. Ui. Mềm ơi là mềm luôn nhưng mà không biết có run không. Em nghĩ là đất này không có run đâu. Cũng phải đào ra mới biết được hả Tam ạ? Càng ngày em thấy đất nó càng ẩm hơn nữa đấy. Ui trời ơi, bụi vạo đây. Ơi, cái hang sâu như thế này mà vẫn chưa thấy gì à? Ui các bạn ơi, Hà Sam đào cái hang to rồi, dừng, anh nhìn xem nào. Ôi trời ơi, giờ nhà to như cái nhà rồi mà không thấy cái gì luôn đấy. Sập hết luôn này các bạn ơi. Ui. Thôi bỏ đi, chỗ này không có rung đâu, Hà Sam ơi, đi nhá, mình đi lên trên kia đi. Đang đi đào rung thì thấy có 3 chú bò các bạn nhá. Đây một chú bò này, còn đây một chú bò, à đây 2 chú bò này. Đây là bò mẹ và bò con luôn các bạn. Ui, chú bò này có cái sừng này rất là dài luôn. Cổ chú bò này còn có một cái chuông này. Kêu. Và đây là chú bò con này các bạn ơi. Wow. Bò con biết ở đâu có run không? Okay, không làm gì nhá, đừng hút nhá. Đấy, chú bò ở đây đang ăn các bạn ạ. Còn đây chú bò con này. Chú bò con này không giống chú bò mẹ mấy, mà chú bò con này có cả chân màu trắng trắng này. Anh nghĩ là chỗ này có run đấy, tại vì đất ở chỗ này rất là mềm. Chỗ này có cả nước nữa, khả năng có run. Bây giờ anh sẽ đào chỗ này xem sao. Có không anh? Ui, mềm lắm, nhưng mà đất này đất sét hay sao ấy. Anh ui, ơi. Ui, hình như có run hả Trang ơi. Thôi, đâu. Để anh đào đã mới biết rồi. Ôi, các bạn ơi, đây là đất sét các bạn ạ. Tìm được run ở đây, em nghĩ là hơi khó đấy. Còn cái bãi nước này là bãi của Châu Đầm. Thì Châu Đầm mới có run. Châu Đầm mới có run. Không có rồi. Anh ơi, em nghĩ là thôi hay mình tìm cái đồ ăn khác được không? Chứ còn đây run nhiều khi không có đâu. Ở đây đất đai thì cằn cỗi như thế này, làm sao mà có run được. À đúng rồi, anh có mang chả đi. Hay là mình dùng chả để câu cá đi. Được rồi, đi về. Ôi dồi ôi, thế mà anh không nói sớm. Sáng nay mình ăn xôi, mày vẫn còn thừa 2 miếng chả. Ở trong này không có run, mình sẽ dùng chả này để làm mồi cho cá các bạn ạ. Anh sẽ cắt và câu cá. Lát nữa mình sẽ lấy cá làm mồi. Cá làm mồi á? À? Cá làm mồi cho người. Còn cá... chả làm mồi cho cá. Anh cô đỏ Hà Sam, em đã mua cần về rồi đây. Đấy, xin cái đâu, cần xin gì đâu. Mà ngắn thế này? Thôi chết đấy. Rồi anh ơi. Đáng lẽ phải cái cần nó phải dài chứ. Mua cái cần ngắn thế này thì câu cá cái gì? Không phải đâu, cần này còn rút ra được nữa đúng không con Íp? Đúng rồi, cậu cứ từ từ. Đây này, bây giờ mình sẽ tháo cái này ra này. Đấy, xong rồi lôi ra này. Đấy, dài quá. Ê, bình tĩnh. Đấy, dài quá luôn, thấy chưa? Trời ơi. Miếng chả thơm ngon này em. Mình ngửi mình còn thấy thích chứ, huống chi là cá. Đây. Ê, được, cho sâu vào tí. Thế. Ê. Tớ xong rồi đây này. Xong à? Tớ cũng mọc kìa. Thả xuống xem. Đấy, được chưa? Được rồi. Nào, con thả đi. Đây. Wow. Ai,
Các bạn ơi, 5 phút trôi qua rồi vẫn chưa thấy con cá nào cắn câu. Ngồi gãy hết cả lưng rồi. Cậu này mới câu được có 5 phút, câu cá là phải kiên nhẫn, từ từ chờ đợi. Phải thật là kiên nhẫn, cứ ngồi đợi đi. Ê, ê, của tớ bắt rồi, của tớ bắt rồi. Cái gì đây? Cái gì đây? Ôi trời ơi, đấy. Kiên nhẫn từ từ, cuối cùng có được câu con cá nào đâu. Cái lon. Ai lại vứt cái lon nước ở dưới này? Ui, ui, cá giật, cá ăn rồi. Anh câu đỏ. Anh câu được cá rồi con yêu ơi. Anh câu được cá luôn rồi hả? Con cá của anh câu to thế. Con cá này là con cá gì đây anh có đỏ? Anh không biết là cá gì đây nhưng mà hình như là cá chuối hay là cá trông gì, cá hồ. Cá chuối, cá quả đấy. Đây này, con này chắc phải được 3 lạng các bạn ạ. Đấy là anh đã câu được một con rồi nhá. Quân ý với là ta chưa câu được con nào đúng không? Chắc chắn em sẽ thua anh thôi, anh đi câu tiếp đi. Ui, các bạn ơi, động lực của anh câu đỏ làm sao mình với con ý chắc chắn là sẽ câu được cá. Thôi đi về câu cá đi Hà Sam ơi. Câu cá to hơn này đấy. Có cái này để đựng cá này các bạn ơi. Mình sẽ đựng cá ở đây khỏi cá chết các bạn nhá. Ui dồi, nước chảy tô tô. Nhưng mà thôi mình sẽ cố mang lên bờ. Ôi con em phao tới chị ơi. Ôi cá trên ta khổng lồ luôn. Con cá này là con cá gì nhỉ? Vẫn giống con cá của anh gấu đỏ lúc nãy rồi. Vẫn giống con cá nãy của anh gấu đỏ các bạn ơi. Mình được con cá nữa rồi. Con này to hơn nhỉ? Tất nhiên tớ bảo rồi, tớ là để tớ phải chiến thắng trò chơi câu cá này mà. Của tớ. Ôi trời ơi. Ôi mồi đâu? Ôi cá nó ăn hết mồi rồi. Trời ơi. Mãi ra được con cá làm lâu chi. Tay em làm sao mà em cứ rung để im đi. Em đang nhử cá. Mà nói bé thôi. Hả? Cá nó đi hết bây giờ. Cái rung. Đã bảo đừng có rung rồi, để im tay thế này rồi rung. Làm sao đây? Mà anh nói lắm đấy. Anh câu được cá rồi, anh nói gì chả đúng. Mà thôi, đứng đây anh nải nhá này nhảy. Điếc cái tài, đi em đi chỗ khác. Đừng coi thường em. Đi chỗ khác em câu được cá không? Giật đi Hà Sam, giật đi. Anh ơi, giật thế nào được, cá nó đang cắn câu đâu mà giật. Kia phao nó đang di chuyển thôi, giật đi. Khi nào em phao chìm gió thì mới giật được cơ. Anh đã bảo giật đi, kéo hết mồi rồi. Giật lên chỗ nào, giật cá đi. Vẫn còn mồi. Giật đi hết mồi rồi. Đây. Mồi đây anh ơi, vẫn còn mồi đây. Em mới bảo anh là vẫn còn mồi rồi. Em vừa kiểm tra có một phút trước ấy. Cái lúc anh bảo giật thì không giật đi. Cá nó lôi một lúc đấy rồi em không giật. Lúc đấy là cá nó đã cắn câu đâu. Đấy, câu cá là phải để ý vào. Phao mà đi một cái là phải nhứ mà giật đi chứ. Không phải là để phao. Thôi. Anh ngồi đây anh nói chuyện một mình đi nhá. Em ấy sang chỗ con hiếp này. Người ta có kinh nghiệm 15 câu cá người ta chỉ cho thì không nghe. Đi sang chỗ con hiếp mà câu. Đứng một mình ở đây câu cho yên tĩnh nhá. Đứng ở bên kia với anh gấu đỏ nèm bà nèm bèm điếc kết cá tài. Ui, sao mới đây? Ui, được rồi. Thấy chưa? Chuyển chỗ cái là cá ăn ngay. Con câu được cá rồi á? Đúng rồi. Nhưng mà cá này khác con cá nãy của tớ với anh có đỏ câu được này. Đúng rồi, khác Hà Sam ạ. Con cá này có dâu. Dâu này. Con cá này đấy. Cá gì nhở? Cá này là cá chê. Cá chê. Nhưng mà cá chê này tớ thấy ở chợ nó to lắm cơ. Sao cá này bé thế? Ở đây kiểu nó không có gì ăn thì nó bé thế này thôi Hà Sam đây. Cho tôi đây. Đây. Con này da trơn đấy. Con này da trơn luôn à. Con này giống kiểu là da trơn giống lươn đấy. Ui giời ơi. Lươn với chạch đấy. Giống nhờ. Con này tớ giả cậu. Nào. Cầm chắc. Nào. Thôi. Xong. Chết rồi. Hà Sam. Lại đi rồi. Các bạn ơi, các bạn ở nhà ấy, tuyệt đối không được ra sông hồ, sông suối câu cá đâu các bạn nhá.
Bởi vì sông Hồ rất là nguy hiểm, rất dễ xảy ra đuối nước đấy. Nếu các bạn mà muốn câu cá thì các bạn nhớ là phải có bố mẹ đồng ý và có bố mẹ đi cùng nha. Mình câu được một bao cá rồi này các bạn ơi. Còn 200 con nhíp ở bên kia không biết câu được bao nhiêu rồi. Ta để xem nhá. 200 con nhíp ơi. Thôi không câu nữa, không câu nữa, hết giờ câu rồi. Bây giờ anh em mình phải đếm. Đếm cá xem ai nhiều nhất sẽ là người chiến thắng vua câu cá nhá. Nào, đây của anh ơi. Của anh cùng với con. Anh có đồ, anh đừng câu được cả một bao cá luôn. Một bao cá luôn. Nào, anh ơi. Đếm của em trước đi con nhíp. Với em gì? Một. Ui, con cá này to hết. Hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Bảy con. Được bảy con. Con nhíp ấy câu được con cá to lắm nhưng mà bị làm rơi mất rồi. Còn không lần phải được 8 con đấy nhỉ. Đây, con của em ơi. Ui, con này quá tạm to dã man luôn. Con này là to nhất này. Một này, hai, ba, bốn, năm, sáu con đây ạ. Sáu con. Bọn em câu toàn cá bé đấy. Anh chỉ câu cá to đấy, không câu cá bé. Đây này. Đâu, 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 bỏ ra xem nào. Bỏ ra. Ôi, ui, đưa. Hết rồi. Hết rồi, bên kia cũng mới một con rồi. Anh câu từ nãy giờ được mới một con. Ê mà. Thế là con hiếp chiến thắng. Nhưng mà con hiếp con này bé tí. Bé. Con của em ấy 6 con nhưng mà tùng luôn này. Thôi mấy con bé xem con nào còn sống chúng mình thả đi. Chúng mình chỉ bắt con to thôi, không không bắt con bé nhá. Vâng. Thế này em cho vào đây nhá. Rồi, thả đi anh ơi. Anh cứu đỡ ơi, không quạt nữa, không quạt nữa. Trời ơi, thôi. Gần chín rồi, gần chín rồi, các bạn, gần chín rồi. Trời phước rồi, ui. Cá bốc hơi, bốc khói này, ui. Cái này mà là chín á, cái này là thành than rồi. Ui, không phải thành than đâu. Quân Hiếp bảo anh là cá này phải nướng cháy như này. Sau đó mình bóc cái vỏ đi và mình chỉ ăn ở bên trong thôi. Ui, ui, ngon lắm, cá nướng bóng đêm. Ui, anh em mình tìm chỗ mình chỉ ăn đi. Đi, gọi Quân Hiếp ơi, Quân Hiếp. Ăn cá thôi, cá thôi. Chín rồi, chín rồi. Ôi. Trời ơi. Các bạn ơi, nhìn cá này, bên trong là trắng ơi là trắng luôn. Đấy, ở ngoài nó mới đen thế này thôi. Nhưng mà bên trong là sẽ ngon. Bóc thôi con nhíp ơi, bóc đi, bóc thả ra vào trong con nhíp. Ui. Bóc con bé. Anh nghĩ là phải đập đập cái này cho than. Đúng rồi anh ạ. Wow, các bạn đã nhìn thấy chưa? Bắt đầu lớp cá vàng ướp vào bên trong hiện ra kìa. Tại vì cái vảy này mình cũng không ăn được đúng không? Đúng rồi. Đấy. Nhìn này, ngon không anh ơi? Trong rồi. Ui, các bạn ơi nhìn này. Ui, nhìn ngon quá. Ui. Không uổng công một buổi đi câu cá đúng không? Tóm lại là em thấy là mùi vị nó rất là thơm. Thơm lắm luôn ý. Ui. Chuyện tới nướng phải khác. Mới lại không phải đâu, cá sông ấy dù sao chăng nữa là nó cũng thơm hơn bình thường ấy các bạn. Nó không phải là cá nuôi ấy, nó thơm hơn. Trông đâu mà trông, cá hồ. Cẩn thận đen mồm nhá. Ui. Ui, thịt ngọt lắm luôn ý. Thịt ngọt. Đây. Ui, ngon lắm anh ạ, anh ăn thử thế. Nhưng cũng được mà, ăn em thấy nó cũng ngọt mà. Ngon. Ui. 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 Tôi chết rồi, rơi mất rồi. Con Hiếp ăn đi con Hiếp. Đây đây để em. Ui. Thịt trắng ngon không? Ui. Ngon không? Ngon. Ngon tuyệt vời. Ui. Đã quá đã luôn. Ôi, cá này ăn ngon lắm ấy các bạn ơi. Ăn đi. Còn cái gì đâu mà ăn, còn mấy cái xương không đấy à. Cái đầu các bạn ạ. Quá ngon luôn. Hai anh này ăn thôi thì ăn luôn. Bây giờ đánh hết bảy hết cái miếng cá này lên sổ bộ. Ôi trời. Nhìn đeo xem. Mặt đeo mẹ. Mặt anh ạ. Mặt đeo đen chì. Các bạn ơi, nhìn vào con Hiếp buồn cười không kìa các bạn. Mặt anh khác. Mặt anh gấu đỏ khác gì đâu. Mặt anh có gì đâu. Mặt anh là hai người đều đen đi. Tại em ăn tham quá đấy. Anh ấy tắt đèn một ít thôi đúng không? Con Hiếp đèn nhiều. Ê bôi. Thôi em đi rửa mặt rửa tay này. Anh cũng đi rửa mặt thôi. Các bạn ơi, vậy là kết thúc buổi cắm trại cùng câu cá rồi các bạn ơi. Ngày hôm nay thì chúng mình đã tổ chức cuộc thi câu. Và cuối cùng con Hiếp là người chiến thắng các bạn nhé. Hà sao giải nhì và anh gấu đỏ giải bét luôn.